Sau đây là kết quả xổ số Bình Phước thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 1, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3928, 6200, 6577. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7077. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60699, 58917, 49562, 12872, 20672, 93591, 42767. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43198, 27022. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60098. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10041. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 8938555. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 8938555.